Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đường về xứ Phật, tập 10. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Ăn ngày một bữa. Câu hỏi của Kim Tiên. Hỏi: Kính thưa thầy, vì có bệnh tiểu đường gần 20 năm, bác sĩ khuyên con ăn ngày 6 bữa để lượng đường trong máu không cao. Nhưng 20 năm qua vẫn không tiến bộ. Nghe lời thầy dạy, con ăn ngày một bữa và tiết kiệm năng lực tối đa bằng cách nói chỉ khi cần, tập chánh niệm trong việc làm hàng ngày, tập không phê phán, không diễn tả bằng sự cảm hứng mà cố giữ tâm thanh thản. Trong mấy tháng vừa qua có kết quả như sau. 1. Lượng đường trong máu được quân bình. 2. Lưỡi của con trước kia bị đen 20 năm, nay những vết đen không còn. 3. Bệnh phù thủng cũng không còn. Mặc dù con tin tưởng tuyệt đối vào việc con có thể ăn ngày một bữa qua kết quả tốt như kể trên, nhưng người thân con vô cùng lo âu và khuyên con ăn trở lại như cũ. Vậy con phải làm gì cho họ có được an tâm? Đáp: Ăn ngày một bữa là một đức hạnh của bậc thánh tăng, là pháp môn vô lậu ly tham đoạn ác pháp của đạo Phật, là một sự sống giải thoát cụ thể rõ ràng trên lộ trình hướng về đất Phật. Ăn ngày một bữa vừa đủ để nuôi sống cho những ai là những người vô sự, chuyên về tu tập thiền định, tả tâm, diệt ác pháp. Đạo Phật là đạo giải thoát, nên ngày ăn một bữa là giải thoát. Giải thoát có nghĩa là không bận rộn phiền toái về ăn uống. Nhưng đối với người làm việc ít, lao động nhẹ, còn những người làm việc nhiều, lao động nặng mà muốn ăn ngày một bữa thì phải chọn một bữa ăn chính, còn hai bữa kia chỉ uống sữa hoặc nước trái cây mà thôi, giống như các nhà sư Nam Tông. Đối với đạo Phật là tìm sự giải thoát ngay trong đời sống, nên ăn uống có nghĩa là phải đơn giản nhất và tiện lợi nhất như thế nào để được sống với tâm hồn thanh thản, an lạc. Bởi vì chủ trương của đạo Phật là ăn để sống, chứ không sống để ăn. Ăn ngày một bữa cũng là một phương pháp nghỉ ngơi và giảm bớt sự lao động trong cơ thể, để cơ thể dồn năng lực đề kháng vào bệnh tật khi cơ thể có bệnh. Con nhờ ăn ngày một bữa, đó là giảm bớt sự lao động trong cơ thể của con, và còn biết tiết kiệm năng lực, không để tiêu hao bằng cách không nói chuyện những điều không cần thiết, cắt giảm việc tắm gội, giặt giũ, tránh đi mua sắm đồ đạc, tránh đám đông, tránh đàm luận, tránh tranh cãi, tránh không suy nghĩ những điều không cần thiết dù trong một giây phút hiện tại, tránh đổi tâm đang bình thản ra tâm giận hờn, phiền não, vân vân. Cố gắng lúc nào có thời gian rảnh cũng giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cố gắng giữ gìn tâm, đừng để tâm buồn lo, sợ hãi. Thường tập sống trầm lặng, độc cư ngày ít nhất cũng phải 30 phút để sống cho mình. Thường đi kinh hành, không nên chú ý nơi đâu cả, mà chỉ để tâm hồn tự nhiên như người vô sự. Đức Phật và chúng thánh tăng ngày xưa ăn ngày một bữa. Phật đã sống đến 80 tuổi. Ông A Nan đã sống đến 120 tuổi. Con còn lao động nhiều, nhưng không phải vì lý do đó mà vì đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Vì thế thầy khuyên con nên ăn ngày một bữa như các sư Nam Tông. Chính đạo đức làm người là trên hết. Mình an vui mà mọi người cũng đều được an vui,
thì đó là hạnh phúc, là giải thoát, con ạ. Chuyển nhân quả quá khứ trong kiếp hiện tại. Chân Như, ngày 25 tháng 12 năm 2000. Thân gửi giáo hương. Trong kiếp này, cháu gặp nhiều điều không may mắn. Cuộc sống hiện tại có nhiều điều bất an. Đó là do kiếp trước, cháu gieo duyên chẳng lành mà tạo thành quả cho đời nay. Do đó, khi sanh ra làm người, cháu phải gặp nhiều hoàn cảnh và những đối tượng không như ý để trả quả, khiến cho cháu cuộc đời lỡ dở và nhiều khổ đau. Sống trong hoàn cảnh này, nếu cháu biết giải tỏa, thì cháu thoát ra khỏi cảnh khổ đau. Vậy giải tỏa như thế nào? Giải tỏa có nhiều cách như: cháu nên hiểu và chấp nhận mình là một người đang thiếu nợ. Mà đã chấp nhận mình là một người thiếu nợ thì phải chấp nhận trả nợ. Chấp nhận trả nợ thì phải vui lòng mà trả nợ. Có vui lòng trả nợ thì nợ mới dứt. Còn nếu cháu không vui mà trả nợ thì làm sao nợ dứt được, phải không cháu? Trả nợ mà không vui tức là vừa trả mà cũng vừa dây. Cháu có nhận ra điều này không? Đã tự làm mình khổ mà nợ cũng không dứt. Đó là một bằng chứng cụ thể cho kiếp làm người. Nếu ai không hiểu Phật Pháp đều phải đi dẫm lại lối mòn khổ đau này của nhau. Nợ nhân quả mà cứ dây trả, trả dây như vậy thì đời này sang đời khác trả nợ cũng chưa xong. Hiện giờ cháu đang sống buồn khổ là cháu đang trả nợ. Mà trả như vậy thì làm sao cháu trả cho xong? Tại sao vậy? Vì nợ này không phải nợ tiền bạc của cải tài sản, mà nợ buồn khổ. Cho nên cháu còn buồn khổ là còn nợ. Chừng nào cháu hết buồn khổ là cháu hết dây nợ. Tuy cháu đã hiểu được nhân quả như vậy thì lòng cháu như gió đã dừng, nhưng sống chưa dừng cháu ạ. Muốn cho sống dừng thì cháu nên dẫn tâm cháu vào chỗ không có sống, thì cháu nên nhắc tâm: a, buồn khổ là ác pháp, hãy rời khỏi tâm ta. B, lúc nào tâm cũng phải thanh thản, an lạc, vui vẻ, không được buồn khổ. C, dù bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng phải an vui, không được buồn khổ. Buồn khổ làm cho đời úa tàn, khô héo. D, tâm như đất không nên buồn khổ. Buồn khổ là nợ của nhân quả. E, buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Buồn khổ làm chi, có ích gì? Thở ra chẳng lại còn chi nữa. Vạn sự vô thường, buông xuống đi. Chúc cháu thành công trong việc rèn luyện tâm mình được an vui hạnh phúc. Kính thư thầy của các cháu. Ăn ngày một bữa, câu hỏi của BNT. Hỏi: kính thưa thầy, thầy bắt đầu ăn một bữa chừng bao lâu rồi? Đáp: sau hạ năm 1970, thầy rời khỏi tu viện chân không, tìm nơi nhập thất tu hành. Cuối năm 1970, vào đầu tháng 10, sống ngày một bữa, không ăn uống phi thời, nhất định sống y như Phật, làm như Phật, nhưng vẫn giữ pháp môn tri vọng của Hòa Thượng Thanh Từ tu tập. Thầy tu pháp đó 9 năm trời liên tục, nhưng kết quả chỉ là những thiền định tưởng, tuệ tưởng, thần thông tưởng, vân vân. Tóm lại, thầy ăn ngày một bữa vào đầu tháng 10 năm 1970 và từ đó không còn ăn uống phi thời nữa. Đức Phật và chúng thánh tăng đều ăn ngày một bữa mà đã chứng đạo. Câu hỏi của PNT. Hỏi: kính thưa thầy, thật tình chúng con rất mến mộ thầy Chân Quang. Chính chúng con đã kêu gọi bạn bè đóng góp tiền để in quyển sách luận về luân hồi nhân quả. Thậm chí những cuộn băng của thầy Chân Quang chúng con rất quý.
Nhưng từ khi chúng con nghe được Phụng Băng mà thầy Chân Quang nói về thầy Thông Lạc, có những điểm mà trước đây chúng con nghe qua những cuốn sách băng của thầy giảng viết thì khác. Có những điểm như thế này. Ví dụ, thầy Chân Quang nói rằng thầy không có đồng ý với sư ông. Thầy Chân Quang đang nói chuyện với các đệ tử nên gọi là sư ông, nói rằng sư ông Thông Lạc. Còn những điểm mà thầy không đồng ý là ăn uống không đủ chất bổ. Ăn uống không đủ chất bổ thì không thể nhiếp tâm được. Thậm chí mình ăn no đi, ăn thật no bữa, là chỉ cần đi kinh hành một chút xíu thì bắt chân lên ngồi là nhiếp tâm được liền. Còn ăn uống thiếu thì nó hại đến não, thì làm cho mình bệnh hoạn này kia. Đó là sư ông ở tu viện Chân Như bệnh nặng lắm. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho. Đáp: để xác định điều này, quý cư sĩ hãy về đây trực tiếp gặp thầy. Có thấy thầy bệnh nặng không? Dạ không, thầy không có bệnh nặng. Thầy làm việc suốt đêm, từ 7 giờ đến 12 giờ đêm, rồi thầy chỉ đi nghỉ chút xíu. Khuya thầy dậy tọa thiền, phục hồi sức khỏe, để ngày hôm sau làm việc nữa. Trong một thời gian ngắn, chưa đầy 3 năm, bộ sách Đường Về Xứ Phật nhiều tập và các tập sách khác trên 5.000 trang giấy được thầy soạn thảo ra. Một khả năng làm việc phi thường như vậy thì các Phật tử cũng đủ biết thầy làm việc rất nhiều. Và thầy còn tiếp tục soạn thảo bộ sách Đạo Đức Làm Người nhiều tập. Trong lúc ấy, thầy vừa trả lời thư các cư sĩ bốn phương và cũng vừa làm việc trên máy vi tính để in thành sách với những trang sách có mỹ thuật như người chuyên nghiệp, nhằm để hoàn tất một cuốn sách đẹp, chứ không in bừa bãi thiếu mỹ thuật. Thầy làm việc như vậy, quý Phật tử phải thấy được sức khỏe của thầy không kém thua những người còn trẻ. Trong lúc tuổi thầy đã 78, nhất là thầy chỉ ăn ngày một bữa. Ăn ngày một bữa không thiếu sức khỏe, không bị bệnh đau. Ăn ngày một bữa ít bệnh đau hơn người ăn nhiều bữa. Đau bệnh phần lớn là tâm phiền não, giận hờn, lo lắng, khổ đau, thương ghét, vân vân. Kế đó là do ăn uống không điều độ, ăn uống quá nhiều, ăn uống phi thời, ăn nhiều bữa, ăn uống không vệ sinh, vân vân. Ăn uống nhiều sanh ra dục tầm, liên hệ giữa nam nữ, phạm cấm giới, làm hư hoại Phật pháp. Còn ăn ngày một bữa đủ sống, không sanh dục, không hôn trầm, dễ tu hành. Trong giới luật của Phật đã cấm không cho tu sĩ ăn uống phi thời. Người mới vào tu như một sa di tăng hay sa di ni thọ 10 giới thì giới thứ 9 cấm ăn phi thời. Còn tỳ kheo thì thọ 250 giới. Giới thứ 37 cấm ăn phi thời. Giới này thuộc giới đọa địa ngục, ba vật đề. Lý luận của thầy Chân Quang ở trên là lý luận của người phá giới để chạy theo tham dục về ăn uống. Những lý luận của thầy Chân Quang, tức là thầy Chân Quang không hiểu thiền của đạo Phật, thầy dẫm lại lối mòn của các tổ nên bảo ăn thật no, chỉ cần đi kinh hành một chút xíu thì bắt chân lên ngồi là nhiếp tâm được liền. Như quý Phật tử đã biết, thiền của Phật là phải lìa tâm tham, diệt ác pháp, chứ không phải ngồi bắt chân lên là nhiếp tâm không vọng tưởng. Thiền của Phật là ngăn ác, diệt ác pháp, tức là ly dục, ly ác pháp. Cho nên còn tham ăn, tham dục mà gọi là thiền định thì đó là tưởng thiền, thiền đông độ, thiền đại thừa, vân vân. Tóm lại,
ngày xưa Đức Phật và chúng Thánh Tăng ăn ngày một bữa, tu hành chứng đạo, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn bây giờ, tu sĩ ăn uống phi thời, cho bổ khỏe, phá giới luật Phật tận cùng, sống đời sống phi phạm hạnh. Vì thế, chẳng có vị tu sĩ nào chứng quả giải thoát, làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt luân hồi sanh tử được. Rất uổng phí một đời tu hành, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Thầy Chân Quang dựa vào các ông thầy nhập định tưởng, các nhà ngoại cảm lên đồng nhập cốt mà cho rằng họ tu chứng. Tu chứng như vậy không phải của đạo Phật, bởi vì Đức Phật đã xác định giới luật còn thì đạo ta còn, giới luật mất thì đạo ta mất. Những ông thầy nhập định tưởng và các nhà ngoại cảm lên đồng nhập cốt đều sống phi phạm hạnh, sống phá giới, phạm giới, bẻ vụn giới, thì những vị này đâu xứng đáng là người tu chứng của đạo Phật. Ha ha ha, 问什么的说